Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Quyết Đào, admin của Foreign Center, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cơ hội đúng không ạ, về cái ngách visa nam cao cấp đúng không ạ, trở thành VIP member của cái ngách này, VIP member visa nam cao cấp và những cái kênh ngách phụ kiện có liên quan đến cái ngách visa nam này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu đúng không ạ, cái cách làm sao để chúng ta trở thành VIP member. Thứ hai nữa là bây giờ những cái quyền lợi mà khi mà chúng ta có thể nhận được khi mà tham gia cái team này đúng không ạ, và trong này đúng không ạ thì chúng ta sẽ làm việc luôn đúng không ạ, thì cái visa nam đúng không ạ là một trong những cái phân ngách của thời trang nam, và hiện tại thì cái sức hút của cái thời trang nam nó đang ngày càng phát triển theo đúng không ạ, vì gì ạ, những cái liên quan đến nữ thì rất là nhiều người làm, nhưng mà những cái liên quan đến nam thì thực sự luôn là rất là không có nhiều đâu đúng không ạ, tiềm năng vô cùng đúng không ạ, và chứng chứng minh là việc mà khi mà ở pin mới làm rồi đúng không ạ, mới cách đây khoảng 2 3 ngày đúng không ạ, thì cái đơn đúng không ạ đã về khá là nhiều rồi, khoảng tầm chục đơn rồi đấy, những cái thắt lưng rất là cao cấp, và chúng ta xác định luôn là cái này là hàng cao cấp rồi, tại vì tất cả những cái này được làm từ da bò nguyên nguyên thủy đấy đúng không ạ, da bò này hoặc là da cá sấu đúng không ạ, tất cả những cái này là da thật hết, không có phải là da da bình thường, và những cái ngách này mà theo góc độ mình là dân văn phòng, dân công sở là những anh em mà sẵn sàng bỏ từ 700 đến 1 triệu 2 để mua đúng không ạ, thậm chí là những cái đồng hồ dây cá sấu này ạ, là rất là nhiều anh em mua đến là từ 800 ngàn đến 1 triệu 200 ngàn một cái cặp dây đồng hồ, rất mắc luôn anh em ạ, nên ra là cái thị trường này nó thực sự là tiềm năng. Thứ hai nữa là đụng vào cái hàng cao cấp rồi thì chúng ta có thể làm được những cái thật là đi xa hơn trong cái quá trình làm marketing, đi xa hơn trong cái quá trình mà chúng ta làm quảng bá, đó là những cái lần cái ý mà tôi muốn đưa ra trong trước khi mà chúng ta đi vào tìm hiểu cái mà anh em mình sẽ nhận được khi mà sau khi mình vào VIP đúng không ạ, thì khi mà anh mình vào đúng không ạ thì sẽ nhận được vô cùng nhiều những quyền lợi đúng không ạ, thì trước khi làm ấy đúng không ạ, trước khi mà triển khai thì anh em mình có nghe rõ không ạ, nếu như mà nghe rõ thì mọi người ấn bấm nghe rõ nhé, nếu như mà không nghe rõ thì mọi người sẽ nói đúng không ạ, để tôi chỉnh lại cái mic nha. Ok, và visa năm cao cấp đúng không ạ, thì khi mà anh em mình vào đúng không ạ, khi mà anh mình vào trong team đúng không ạ, những cái quyền lợi đấy và cái căn bản nhất là bán gì cũng được, nhưng quan trọng đúng không ạ là chúng ta bán như thế nào, bán như thế nào đúng không ạ, bán như nào quyền lợi đúng không ạ, thì bây giờ đặt ra những câu hỏi là bán như thế nào đúng không ạ, chúng ta được những cái vấn đề gì. Và cái sự kiểm chứng đúng không ạ, sự kiểm chứng ạ, rồi thì đây là những cái mà chúng ta làm việc đúng không ạ, những cái ưu đãi đúng không ạ, đó là những cái cách bán đúng không ạ, những cái mà quyền lợi mà anh em nhận được đúng không ạ, sự kiểm chứng mà đã được thực thi bởi các cái ngách nào trước đây đúng không ạ, những cái ưu đãi kèm theo, thì phải nói rõ ràng đó là cái việc mà chúng ta triển khai VIP member này thì muốn xây dựng đúng không ạ, một cái đội nhóm đúng không ạ, triển khai cái ngách visa nam này chuyên ngách, tức là giao ạ, là ban đầu anh em mình bèo nhất phải có cái số lượng thời gian từ 2 đến 3 tháng đúng không ạ, và hơn lâu hơn nữa để gì ạ, để phát triển thành công cái quy trình đúng không ạ, digital marketing cho cái sản phẩm này, để tạo ra được cái kênh phân phối đúng không ạ, online, mà mục tiêu là tạo ra cái nguồn thu nhập rất là ổn định và cái doanh số ổn định cho anh em mình đó, đấy là cái mục tiêu lớn nhất mà khi mà lập ra chuyên ngách đúng không ạ, và anh em mình hiểu được đúng không ạ, hiểu được cách marketing như thế nào, cách xây dựng hệ thống như thế nào, cách xây dựng hệ thống kênh như thế nào, và là làm thế nào để quảng bá tốt một cái sản phẩm đúng không ạ, rồi là ứng dụng nó để làm tốt những cái vấn đề khác nữa, thì khi mà triển khai như vậy đấy thì chúng ta có thể là bao quát được đúng không ạ, và ngày hôm nay thì mình đã chính thức gần như là xây dựng xong cái kênh Shopee ở trên này đúng không ạ, cái Shopee mới toanh luôn đúng không ạ, và đang hoàn thiện đúng không ạ, chỉnh trang lại và triển khai những cái chương trình đầu tiên của cái kênh này đúng không ạ, đây cho mình xem đúng không ạ, sơ qua về cái Shopee đấy, và cái này là hơn
hơn gần 70 gần 70 mẫu nhé, và sắp xong rồi đó đúng không ạ, và bắt đầu đi vào trong cái quá trình mà tạo chương trình đúng không ạ, tạo các cái khuyến mãi, tạo cái giảm giá và chạy digital cho kênh Shopee này cộng với một cái hệ thống kênh như là fanpage, như là group nữa đúng không ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Đây đấy, ảnh rất là đẹp đúng không ạ, nên ra chúng ta bán hoàn toàn có thể cao được. Còn lại vấn đề mà anh em mà nói rằng đó là việc mà khi mà triển khai cái kênh marketing ở trên Shopee mà giá quá cao là sẽ không bán được, thì điều này thì không 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 đồng ý đúng không ạ. Tại vì Shopee bán cao vẫn được, cái bình bằng chứng là cái việc mà ngách giày của tôi bán cực kỳ cao luôn nhưng mà bán vẫn ok đúng không ạ. Đây cho em mình xem ạ, tại vì cái ngách giày là cái ngách mà triển khai trước song hành luôn ạ đúng không ạ. Thì khi mà triển khai cái ngách giày này á, đây cho em mình xem nhé, ngách giày này đúng không ạ, thì cái ngách giày này bán giá cực cao, anh mình có thể nhìn thấy đúng không ạ, anh mình có thể zoom lên và nhìn thấy cái ngách đúng không ạ, bán giá cực cao luôn đúng không ạ, 500-600 nghìn, 400 nghìn một cái đôi giày đúng không ạ, nhưng mà mình vẫn bán được. Đây cho anh mình xem nhé cái doanh thu. Đây, đúng ạ. Để tính toàn cho bạn xem cái doanh thu, nhưng mà cái phân tích bán hàng vẫn ok mà, đúng không ạ? Rồi. Cái bát nhiều bát quá, đúng không ạ? Đây, cho anh mình xem nhé. Cái này là của tháng đúng không ạ? Tháng 1. Đây ạ, cho mình xem cái kết quả doanh thu phải về cái tháng 1 nhá. Cái ngách này nó tương tự đúng không ạ? Cái ngách via thời trang, cái ngách giày cao cấp á, đúng không ạ? Giày công sở gần như là nó cũng tương tự với cái ngách visa đúng không ạ? Và vì mới làm thôi đúng không ạ? Mới làm thôi, và đây là hoàn toàn chạy chạy đơn chuyển chuyển đổi tự nhiên đúng không ạ, và khá là ok đúng không ạ, rất là ok luôn đúng không ạ. Đấy thấy ạ, thấy không ạ, mình có thể nhìn thấy cái này đúng không, và chúng ta có thể nhìn thấy đấy, đúng không, và đây là một trong những cái Shopee mới tập mới làm thôi, thì ở đây hiện tại này mình cũng đang làm cái kênh này, bắt đầu chạy cái chương trình giảm giá khuyến mãi, nên ra để chứng minh cho anh em mình thấy là cứ không phải Shopee là bán rẻ là sẽ được đâu đúng không ạ. Sau khi mà làm xong cái kênh, hệ thống kênh quảng bá này, anh mình sẽ hình dung được rất là tốt đúng không ạ, và anh mình sẽ điều hành và vận hành đúng không ạ, và phát triển nhân rộng nó nữa đúng không ạ. Thì đầu tiên là khi mà anh mình vào trong VIP member đấy, thì anh mình sẽ được nhận những cái quyền lợi như này đúng không ạ, những cái ưu đãi, những cái quyền lợi này. Đầu tiên là nói về để marketing thành công này, anh em mình chắc chắn sẽ nhận được một cái bảng giá rất là tốt. Đúng không ạ? Bảng giá tốt thì là bảng giá tốt là tốt như thế nào? Thì hiện tại thì anh em mình có thể nhìn thấy ở đây, và anh em mình nhìn thấy các cái giá ở trong này, đúng không ạ? Các tên sản phẩm thì mình có thể down giá so với cái giá dropship này để cho anh mình thực hiện được tất cả những chiến lược marketing. Mặc dù đây là cái ngách tốt cao cấp rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Và ưu đãi về giá thật sự luôn để cho anh mình có thể làm tốt đúng không ạ, bảng giá tốt có thể toàn bộ các chiến lược đúng không ạ, thì nó sẽ giảm giá đúng không ạ, so với cái giá dropship hiện tại đây có khoảng từ 30, 40, thậm chí là 50, thậm chí là 60 ngàn tùy sản phẩm nhé, so với cái giá hiện tại này, thì tức là để anh em mình có thể là có thể tuyển được sỉ đúng không ạ, tuyển được sỉ luôn đúng không ạ, tuyển sỉ này, tuyển lẻ này đúng không ạ, bán lẻ này, tuyển được cộng tác viên này đấy, và tìm kiếm những đối tác nữa để hợp tác, để phát triển nhân rộng cái mô hình của anh em mình đúng không ạ. Đầu tiên là cái bảng giá thật là tốt, đây là cái mà mình, đầu tiên là các bạn sẽ nhận được. Thứ hai là mình sẽ nhận được cái kiến thức đúng không ạ, chắc chắn rồi đó, cái kiến thức cái giá này đúng không ạ, thì anh em mình tham gia đúng không ạ, sẽ có cái giá đúng không ạ, sẽ có giá chính thức đúng không ạ, giá VIP mà đúng không ạ, nó phải là cái giá mà admin sẽ căn căn đo đong đếm cho anh mình thật là rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ, còn rẻ hơn rất nhiều so với những cái giá của các đối tác khác nữa, để anh mình thực hiện đúng được cái chiến lược này luôn đúng không ạ, và tự support tối ưu để cho anh mình có thể triển khai tốt đấy. Thứ hai là cái lượng kiến thức mà anh nhận được, thì là cái lượng kiến thức là như thế này đúng không ạ, anh mình sẽ nhận được một lượng kiến thức
về thứ nhất là kiến thức về Facebook marketing đúng không ạ? Facebook marketing, kiến thức về thương mại điện social network. Tức là mình sẽ học được cái tổng hợp cái cách quảng bá các cái sản phẩm này lên trên này, và Fori chủ đạo đúng không ạ? Vấn đề đi sâu sắc của Fori đó chính là cách triển khai marketing. Còn lại sản phẩm đúng không ạ? Ngày hôm nay có thể là visa, ngày mai có thể đồng hồ, ngày mốt có thể là thời trang, cái sản phẩm nào đi chăng nữa cũng được. Tuy nhiên đúng không ạ? Để tại vì cái ngách này mình muốn tuyển anh em mình để đi sâu vào, tại vì cái ngách này thực tế là trong Fori chưa có đúng không ạ? Chưa có người đi sâu đúng không ạ? Đi sát và làm đúng không ạ? Ở một cách trọn vẹn cái ngách visa này. Đây là lý do tại sao mà tôi muốn lựa chọn anh em mình một trong những cái team thật là mạnh đối với cái ngách này đúng không ạ? Và vì chưa có những sức cạnh tranh chưa nhiều đúng không ạ? Thực tế là nó quá là nhiều cái điều kiện tiềm năng, nhưng mà cái số lượng người làm thì chưa thực sự là nhiều đúng không ạ? Nên ra lại mình mới giới thiệu anh em mình triển khai cái ngách này, và mong muốn rằng là cái đội của anh em mình thật là mạnh để là cái cơ sở để chúng ta có thể là đi tiếp theo với những cái ngách khác nữa đúng không ạ? Nhưng mà chuyên môn hóa là đầu tiên là phải xây dựng cho bằng được đúng không ạ? Kỳ được và thành công đúng không ạ? Cái hệ thống marketing đúng không ạ? Mà đây đúng không ạ? Là cái mục tiêu đúng không ạ? Là xây dựng được hệ thống marketing online đối với ngách này, online đối với ngách này đúng không ạ? Sau đó là anh mình học được những cái chiến lược kinh doanh. Bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng như vậy ấy, cần phải có những cái chiến lược đúng không ạ? Chiến lược như thế nào đúng không ạ? Chiến lược giảm giá, chiến lược khuyến mãi, chiến lược combo đúng không ạ? Đấy, và chỗ này còn một cái kênh nữa này, còn một cái kênh nữa mà anh có thể được học, đó là website và blog đúng không ạ? Tức là cái chiến lược kinh doanh anh mình sẽ được học rất là nhiều chiến lược đúng không ạ? Như là chiến lược giảm giá này, về vấn đề như là bán hàng giảm giá này, giá này bán combo này đúng không ạ? Bán combo này đúng không ạ? Rồi là miễn free ship này. Nhưng mà anh mình đã được tận dụng cái giá rồi, em mình có thể đè nát các cái đối thủ khác trên thị trường đúng không ạ? Và thực hiện những cái chiến lược mà chúng ta triển khai đúng không ạ? Sâu rộng hơn những cái đối thủ khác để chúng ta giành được những cái ưu thế. Chiến lược về sử dụng content này, sử dụng content này, và sâu hơn ở trong đây nó là gì ấy, thì quá trình em mình học sẽ được học những cái vấn đề này đúng không ạ? Vân vân đúng không ạ? Và cái chiến lược là sử dụng hệ thống kênh đúng không ạ? Đè nát đối thủ đúng không ạ? Tiếp theo đúng không ạ? Và anh mình sẽ được nhận đúng không ạ? Tiếp theo về vấn đề quyền lợi nhá, anh mình sẽ được nhận cái tool đúng không ạ? Tool đúng không ạ? Cái tool, công cụ đi kèm đúng không ạ? Để mình thành công đúng không ạ? Thật là tốt, xây dựng thật là tốt cái hệ thống quảng bá. Cái tool, công cụ này là anh em mình có thể được nhận cái gì ạ? Đầu tiên là anh em mình sẽ nhận được trong 2 tháng đúng không ạ? Sử dụng đây, Marketplace, cái phần mềm tự động đăng lên trên Marketplace trên Facebook đúng không ạ? Tự động hóa. Tiếp theo là được giảm giá đúng không ạ? Giảm giá tool auto group là gì ạ? Đây là cái tool đúng không ạ? Là tự động đăng bài trong nhóm. Và cái tự động đăng bài trong nhóm này nó có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là chúng ta có thể xây dựng được đội nhóm của tập viên này, chúng ta có thể là tự động share các cái con đúng không ạ, các cái content đấy, các cái bài viết lên trên các cái nhóm và đổ hàng triệu traffic về đúng không ạ? Để thu hút traffic đấy, thu hút traffic tức là thu hút lượng tương tác đúng không ạ, tương tác với bài viết của chúng ta. Và đây là các cái công cụ rất là đắc lực cho vấn đề về marketing, cộng với là việc chúng ta đi sâu đúng không ạ? Đi sâu để làm các cái vấn đề như là chạy quảng cáo đúng không ạ? Chạy quảng cáo đúng không ạ? Tuyển đội nhóm đúng không ạ? Vân vân, đây là những cái mà bắt buộc khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta sẽ phải đúng không ạ? Trải qua những cái hướng này đúng không ạ? Để gì ạ? Để chúng ta có thể làm được hệ thống kênh ở chỗ này này đúng không ạ? Thì mình đã đưa ra đúng không ạ? Để là làm được hệ thống kênh marketing online một cách hoàn thiện nhất đúng không ạ? Xíu nữa mình sẽ cho anh mình xem một cái demo đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Kiểm chứng đúng không ạ? Sẽ cho anh mình xem một cái demo của một cái team đúng không ạ, liên quan đến VIP member.
đúng không ạ, nhưng mà ngách thời gian đúng không ạ, đây là sự kiểm chứng ạ. Thì hiện tại đấy, ở trong Foury có những cái team VIP đúng không ạ, mà anh mình không được vào đây, ví dụ như là VIP member thời trang đúng không ạ, VIP này. Và như thế này nhá, để làm rõ cho anh em mình thấy nhá, VIP chuyên ngách sẽ được tối ưu giá cái ngách đó, cộng với việc là anh mình có thể được nhận những cái giá ưu đãi tốt hơn ở một số ngách khác nữa, chứ không phải tất cả nhá. Thì hiện tại ở trong thời trang đang là cái ngách mà khủng khiếp nhất đúng không ạ, và kết quả của các bạn rất là lớn đúng không ạ, tất cả gần như là tất cả anh em mình ở trong này sẽ được học một cách rất là bài bản chi tiết từng cái vấn đề một như vừa sau anh mình nói. Và cái module học của anh em mình ở đây ạ, anh em mình sẽ được tham gia một cái team là VIP member đúng không ạ, và khi mà anh em mình chỉ ở trong team đúng không ạ, sẽ được add vào trong này, trong team sẽ được add vào trong cái nhóm này, và mình sẽ review cho anh mình xem là chúng ta sẽ được học những cái vấn đề gì nhé. Đầu tiên là anh em mình sẽ được sở hữu một bộ tài nguyên đúng không ạ, bộ tài nguyên đấy, bộ tài nguyên liên quan đến hình ảnh đúng không ạ, rất là đẹp rồi đúng không ạ, bảng giá đúng không ạ. Sau đó là anh mình sẽ được học cái cách đúng không ạ, sử dụng các cái phần mềm đúng không ạ, phần mềm đấy, và được tặng 2 tháng để chúng ta có thể là chiến đấu ở trên cái marketplace đúng không ạ. Thì cái cách bí mật, các cái tool bí mật đúng không ạ, thì khi mà anh mình làm marketplace á, anh em mình không có xác định được những cái những điểm mấu chốt đâu, những điểm mấu chốt về marketplace như là hình ảnh như thế nào, content ra làm sao, mô tả ra làm sao đúng không ạ, tiêu đề như thế nào, vị trí nào chúng ta cần phải đăng đúng không ạ. Và trong này sẽ được hướng dẫn toàn bộ các cái tool đúng không ạ, để sử dụng hiệu quả đúng không ạ, hiệu quả kênh marketplace này. Thì cái giá trị ở cái chỗ chỗ này là anh em mình sẽ được học gần như là cái khóa marketplace công nghiệp cộng với cái khóa sell top marketplace, nó nằm ở trong cái module nào, module đào tạo này đấy. Đây là cái mà anh mình sẽ nhận được. Thì ngoài ra thì khi mà anh mình làm tốt rồi thì sẽ được học những cái chiến lược đúng không ạ, và chiến lược này hoàn toàn có thể áp dụng đúng không ạ, áp dụng vào trong cái quá trình mình làm marketing, như là áp dụng cái chiến lược làm ảnh này, cái ảnh nó là cái ảnh như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao để tạo ra đúng không ạ, cái ảnh nó thu hút được đúng không ạ, làm sao chúng ta tối ưu được cộng đồng, làm sao chúng ta kích thích được cái tỷ lệ mua hàng đấy. Ngoài ra là chúng ta còn một cái rất là anh rất là tâm đắc, đó là anh mình sẽ được nhận đúng không ạ, nhận một cái cơ hội đó là affiliate marketing. Bản thân là chúng ta quan điểm là chúng ta làm được đúng không ạ, đấy, chúng ta hướng dẫn được, làm được cho bản thân mình đúng không ạ, chúng ta làm được cho người khác và chúng ta hướng dẫn được người khác. Khi mà anh em mình làm tốt các vấn đề về công cụ nhé, đúng không ạ, ví dụ như anh em mình làm tốt các vấn đề công cụ, anh mình làm tốt Facebook marketing đúng không ạ, thì Facebook marketing nó có khóa Facebook marketing thương mại điện tử đúng không ạ, như là kênh Shopee đúng không ạ, như là hai cái kênh dễ nhất là Shopee, Sendor đúng không ạ, và Lazada đúng không ạ, đều có đúng không ạ, đều có cái hướng tương tự nhau. Và mình sẽ support anh mình cái kênh đầu tiên đó là Shopee đúng không ạ, và có rất là nhiều thủ thuật liên quan đến Shopee nhé đấy. Và cái vấn đề là anh em mình học để cách xây dựng ra được một cái hệ thống như thế này đúng không ạ, anh mình làm được hệ thống kênh như là social network, nó sẽ là YouTube này, nó sẽ là TikTok này, TikTok đúng không ạ, hơn 20 triệu người đang sử dụng đúng không ạ. Mình thiết lập hệ thống kênh đúng không ạ, là website blog này đúng không ạ, blog cá nhân để mình xây dựng thương hiệu cá nhân này, rồi là website bán hàng này đúng không ạ, website web đấy, xem web như thế nào đúng không ạ. Đây, bây giờ trên chợ mua bán online mình cũng đã chuẩn bị một cái site đúng không ạ, đã làm ra một cái site liên quan đến ngách này, thời trang, phụ kiện thời trang đây ạ, đây đúng không ạ. Thì cái ngách này chia ra đúng không ạ, đây là một cái site web để mình quảng bá đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thế đúng không ạ? Đấy ạ. Thì khi mà anh mình đã xây dựng lên một cái gọi là tầm thương hiệu mà đúng không ạ? Thì anh mình xây dựng ra được một hệ thống kênh để quảng bá bất cứ điều gì mà mình muốn đúng không ạ? Đấy, một cái web rất là đẹp, rất là chỉnh chu, và hoàn toàn anh mình có thể được học miễn phí luôn cái vấn đề này. Anh mình chỉ cần có đúng không ạ? Có visa đúng không ạ? Có tài khoản
Visa đúng không ạ, tài khoản ngân hàng, có một cái thẻ Visa đúng không ạ, có tiền để mua hosting và hoàn toàn có thể tạo ra một cái web cực kỳ chất như thế này đúng không ạ. Ví dụ như là admin vừa mới làm cái ngách thời trang đúng không ạ, cái ngách Visa nó còn dễ hơn ngách thời trang đúng không ạ. Đây đúng không ạ, thì tất cả sau này admin cũng sẽ làm trước đúng không ạ, để có phân ngách hết, để có phân ngách cho anh em mình đấy như thế này đúng không ạ, để mình quảng bá đúng không ạ. Đấy như thế này đấy, và đó là cái website đó đúng không ạ. Và khi mà anh mình làm được đúng không ạ, làm được cho bản thân đúng không ạ, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái quy trình này đúng không ạ, để làm marketing đúng không ạ, làm marketing để cho người khác đúng không ạ, và chúng ta có thể hướng dẫn và đào tạo người khác, và đó là lý do đúng không ạ, đó là lý do để chúng ta có thể affiliate marketing thành công đúng không ạ. Bây giờ căn cứ nào để cho người khác đúng không ạ muốn học anh, căn cứ nào để anh giới thiệu cái sản phẩm đấy cho người khác và người khác chấp nhận đúng không ạ, mua hàng của anh, chấp nhận affiliate đúng không ạ, chấp nhận hướng dẫn của anh, thì mình phải làm được chứ hả đúng không ạ. Đấy, còn nếu như là chúng ta không làm được thì chúng ta chắc chắn rằng affiliate cũng không bao giờ được. Thì đó là lý do tại sao mà khi mà trong cái module 13 này đúng không ạ, và khi mà module 13 này nhá được thực hiện ra đấy, cái module 13 đúng không ạ, đây cho anh mình xem cái module 13 đúng không ạ? Cái module 13 là cái hướng dẫn 13 này, thì ở đây nó sẽ ra được một cái nhóm đúng không ạ, là nhóm training, và gần như là một cái module tiếp tục nữa về cái visa này, được từ cái khi mà anh mình làm được á đúng không ạ, về cái training affiliate này sẽ được hướng dẫn một cách bài bản luôn, cách quảng bá nó cũng tương tự, khi mà anh mình sẽ thấy những cái điều mà nó tương tự đúng không ạ, tương tự là bây giờ anh mình phải làm được marketing này, anh mình phải làm thành công này, thì từ đó mới có cái kết quả để chúng ta giới thiệu lên chắc các cái kênh khác, như là làm fanpage này, như là làm group này đúng không ạ, như là đăng lên trên blog này, thì từ kết quả đấy người khác thu hút bạn, thì bạn hoàn toàn để xây dựng được đội nhóm đúng không ạ. Đấy, xây dựng được cái đội cộng tác viên, đội nhóm bán hàng, đội nhóm sỉ lẻ, và các bạn hoàn toàn để hướng dẫn lại những người khác đúng không ạ. Thì tiếp theo cái bài đó là sử dụng các cái chiến lược đúng không ạ, chiến lược như là feedback seeding đúng không ạ, làm sao để cho nó hiệu quả đấy, rồi là cái bài 16 đúng không ạ, từ cái kết quả của mình đấy, và bài 16 là bí mật xây dựng cái cộng đồng đấy, và làm sao để xây dựng cái cộng đồng nó tốt đúng không ạ, là 6 module này, như là các cái blog đúng không ạ, blog đúng không ạ, như là những cái trang ebook để cho anh mình trang bị cái kiến thức nền đúng không ạ, sau đó là ở trong cái nhóm đúng không ạ, khi mà add vào trong nhóm VIP, đây là VIP thời trang này em mình nhìn thấy không ạ, thì anh mình sẽ là VIP visa đúng không ạ, và hiện tại thì cái ngách thời trang nó đang bán cực kỳ khủng khiếp luôn đúng không ạ, và mình cảm thấy rằng nếu như một cái tỷ lệ đúng không ạ, bán tốt của cái visa này, thì mình nói thẳng thắn luôn là cái tỷ lệ lời vô cùng khủng khiếp luôn đúng không ạ, anh có thể nhận thấy cái mức độ lợi nhuận của nó đúng không ạ, chỉ cần 10 sản phẩm là chúng ta đã có tiền triệu rồi đúng không ạ, bán sản phẩm nào là chất cái sản phẩm đó, nên ra là đây là một cái cơ hội rất là thích đúng không ạ, dù anh em mình có làm hay là không làm thì tôi cũng vẫn đang xây dựng đây đúng không ạ, và ngay ngày mai đúng không ạ, ngay tối nay sẽ có một cái kênh YouTube đúng không ạ, để quảng bá đúng không ạ, để làm những cái hình ảnh ghép ảnh này, rồi là có kênh TikTok để giới thiệu cái sản phẩm chất lượng này, thì do gì ạ, vấn đề là không phải sản phẩm giá cao mà là sản phẩm nó đúng giá, cái giá như vậy mình hoàn toàn có thể dám bán gấp 2, gấp 3 lần, thậm chí là như này là rẻ, mà anh em mình phải hình dung ra được là cái ngách dày của admin đấy không ạ, mới làm đúng không ạ, tháng trước đúng không ạ, là chưa có làm gì hết đâu á đúng không ạ, mà gì ạ, anh mình có thể nhìn cái bảng giá, anh mình không tin, có thể nhìn cái bảng giá của anh mình khiếp hồn luôn đúng không ạ, giá cực kỳ cao mà vẫn bán được đúng không ạ? Không hề bút đơn nào nhá, riêng cái shop này là mình không bút đơn bất kỳ một cái đơn ảo nào, đơn thực tế tự nhiên hoàn toàn đúng không ạ, và đối tác của admin đấy đúng không ạ, đã cam kết với nhau là không phá giá, không phá giá trên Shopee riêng về góc độ thương hiệu này, nên ra khi mà chúng ta làm mà chúng ta không phá giá trên thị trường ấy, thì hoàn toàn chúng ta độc quyền đúng không ạ, và anh mình có thể hoàn toàn kiếm được cái Shopee Mall của cái hãng giày Joti này của admin nhé, và riêng không có ai bán phá giá hết, riêng mà bán phá giá là cắt cốt liền đúng không ạ, là không có hợp tác với người đấy nữa, và ngách visa mà khi mà anh em mình làm ra được thương hiệu đúng không ạ, đấy thì hoàn toàn nó khủng khiếp luôn. Vì sao, vì mình đang lead nhanh cái này để đẩy nhanh tiến độ đầu năm, còn thực tế là nó cũng giống như cái ngách cũng giống như cái ngách giày đúng không ạ, chúng ta làm ảnh đúng không ạ, làm ảnh lại một tí nữa, thêm những cái logo, thêm những cái mà phụ tiết đúng không ạ, phụ họa trong cái hình ảnh đại diện này để nâng chất lượng lên đúng không ạ, thì thực sự luôn là mình sẽ bán cực kỳ cao với
ngách này, chính vì cái góc độ lợi nhuận này, góc độ cái cách marketing mà mình cảm thấy nó rất là chuyên nghiệp rồi. Việc đầu tư hình ảnh như này thật sự là tuyệt vời đấy các bạn. Thì trước đây thì nó không có hình ảnh đẹp đâu mà bán đã ác liệt rồi. Thì sau khi mà đầu tư cái bộ ảnh này, bộ ảnh thật nha, không phải là bộ ảnh trên mạng đâu, đúng không? Ảnh thiệt đấy, đúng không? Thì mình dám tự tin rằng là để quảng bá vào ngay đầu năm, đúng không? Rất muốn, đúng không? Hợp tác cùng các anh em có thực lực, những anh em mà tâm huyết đam mê với ngách thời trang nam, đúng không? Đặc biệt là phụ kiện nam này mình hợp tác thì thật là tuyệt vời luôn. Tại vì bản thân cái ngách này nó rất là tiềm năng để gì ạ? Để chúng ta phát triển thêm một cái ngách nữa cũng liên quan đến nam, đó là những cái trang sức nam, đúng không? Trang sức nam, đúng không? Những cái lắc tay, những cái dây chuyền cơ bản nó là những cái thứ rất là phù hợp. Đấy, thì ngoài ra, đúng không? Anh em mình sẽ nhận được những cái giá rất là tốt đối với ngách là visa thường ấy, đúng không? Visa PU. Admin lưu ý cho anh em mình cái visa mà admin đang đang giới thiệu cho anh mình là cái visa cao cấp. Và đây là cái ngách này nó được làm từ da bò hoặc là da cá sấu, đúng không? Da thiệt. Đúng không? Không phải là da PU. Da PU là da tổng hợp đấy, đúng không? Thì là giá trị rất là thấp. Còn giá trị này là một cái sản phẩm là mua là đáng đồng tiền bát gạo, đúng không? Xài rất là bền. Như là cái visa của admin là xài 4 năm, đúng không? Nhưng mà chính vì góc độ cái visa thường nó hỏng nhanh thì chắc chắn người ta sẽ lựa chọn một cái cao cấp hơn, đúng không? Từ cái visa cao cấp hơn đấy thì chúng ta hoàn toàn, đúng không? Có thể là chúng ta làm, đúng không? Làm tốt hơn rất là nhiều đấy, thì người ta bán rất là cao. Và khi mà người ta làm được thương hiệu, chúng ta làm thương hiệu thì chúng ta hoàn toàn bán cao được, không cần phải so sánh. Khi mà làm với admin là chúng ta làm để phát triển, đúng không? Hệ thống kênh. Và khi mà đi sâu vào vấn đề về marketing thì sẽ làm rõ cho anh mình cái cách để làm sao để kéo hàng nghìn traffic về cái kênh đó của mình, chứ không phải là cần phải so sánh với người này người kia, đúng không ạ? Và chúng ta phải làm sao để chúng ta nâng được cái chất của chúng ta lên, nâng được giá chúng ta lên, thì đó là cái mà chúng ta cần phải đi làm, đúng không ạ? Thì giá sẽ là giá tối ưu rồi, đúng không ạ? Quyền lợi là giá tối ưu rồi, được nhận công cụ này, đúng không ạ? Nhận chiến lược này đấy, được support về quy trình này, đúng không ạ? Đấy rồi, là những cái module cũng rất là tốt trong vấn đề về Shopee bài 17, đúng không ạ? Hướng dẫn 17 về Shopee, bài 18 là hướng dẫn tư vấn chốt đơn. Anh mình mà bị hướng dẫn bị vất vả trong vấn đề về tư vấn chốt đơn, và anh mình không biết cách tạo cảm xúc khi mà bán hàng, em mình không biết cách sử dụng cách tư duy, đúng không ạ? Seeding, đúng không ạ? Hay là cách feedback, đúng không ạ? Để mình bán hàng để cho nó chốt được nhiều hơn, đúng không? Thì gì ạ? Thì bài 18 này sẽ xử lý giải quyết cho anh em mình. Thì cái tiếp theo là cái module này cực kỳ hay, đó là những cái zoom, đúng không ạ? Nó liên quan đến như là bí mật xây dựng group thu hút đấy, cái tút, đúng không ạ? Cái bí mật, đúng không ạ? Là xây dựng cái nhóm như thế nào để cho anh mình xem một cái nhóm của admin mới xây dựng, đúng không ạ? Để là cái thu hút cái cộng đồng như là cái về nguồn hàng Shopee, đúng không ạ? Khi mà admin làm cái này đó lên được top đầu này, top một, đó là lý do tại sao mà lúc nào có người vào, đúng không ạ? Và như là cái nhóm này thì mới tạo thôi, đây bây giờ lại có người vào tiếp đấy, 4 người vào, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời này, 4 người vào này, đúng không ạ? Tự tìm kiếm, anh mình có thể nhìn thấy nhá, này, tự tìm kiếm này đấy, bạn biết đâu từ web này, đúng không ạ? Rất là nhiều nguồn traffic đổ về cái nguồn này, hơn 500 thành viên, và cho anh mình xem mức độ tăng trưởng nha. Và cái thời gian làm cái này là chỉ là từ, đúng không ạ, đây này, cho anh mình xem là ngày 25 tháng 1 để mình bắt đầu làm, đúng không ạ? Thì đến bây giờ là một khoảng gần gần 1 tháng, đúng không ạ? Là nó đang có bao nhiêu thành viên ạ? Đang có hơn 500 thành viên, đúng không ạ? Thì đây là trước Tết thôi, đúng không ạ? Trước Tết bắt đầu kích hoạt là có 500 thành viên rồi. Thì đây là có cái bí mật hướng dẫn cho mình cách xây dựng một cái như vậy, như thế, đúng không ạ? Tức là hướng dẫn cho anh mình xây dựng hệ thống marketing, đúng không ạ? Ở trong đây là cái Zoom này nó cực kỳ chất, đúng không ạ? 1 tiếng rưỡi này sẽ chỉ cho anh mình toàn bộ cái quy trình, đúng không ạ? Để bóc tách Facebook marketing là gì, đúng không ạ? Sẽ gồm như thế nào, sẽ gồm Facebook cá nhân làm sao, fanpage, đúng không ạ? Group, Instagram, marketplace, bản tin, livestream, chạy quảng cáo, thì đó là Facebook marketing, đúng không ạ? Là thương mại điện tử là Shopee, Tiki, Lazada, Sendor, Chợ Tốt, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng những cái hệ thống kênh đó, social network là Pinterest, Instagram, đúng không ạ? YouTube, TikTok, đúng không ạ? Social network, đúng không ạ? Là những cái kênh còn lại để kéo rất là nhiều traffic, là hệ thống website, hệ thống blog, đúng không ạ? Blog cá nhân để chúng ta có thể là hướng dẫn training đội nhóm, training cộng đồng, website để chúng ta có thể giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm, đúng không? Và tổng hòa
cái hệ thống như vậy, đúng không ạ? Anh sẽ được làm rõ ở chỗ này, đúng không ạ? Làm rõ ở cái chỗ hệ thống này, đúng không ạ? Đấy. Và bài 21 là tư duy, bản đồ tư duy là cần việc làm, đúng không ạ? Bản đồ tư duy và định vị cái công việc làm thì đây là cái Zoom, đúng không ạ? Cái Zoom đầu năm, đúng không ạ? Rất là nhiều người, rất là nhiều anh em tham gia, đúng không ạ? Và học rất là trong, đúng không ạ? Đây. Đây là hình ảnh của VIP member, Thì trước khi đúng mà không ạ? vào trong làm việc về cái bản đồ. Đây, đây là cái cách làm việc trước của một cái team, đúng không ạ? Team thời trang, đúng không ạ? Anh em mình học rất là bài bản và kết quả thì thôi luôn á, đúng không ạ? Cho anh mình xem một số kết quả nhé. Em muốn xem kết quả của anh em thời trang không ạ? Và tuyển sĩ được, bán lẻ được, phát triển cộng tác viên được, đúng không ạ? Hướng dẫn toàn bộ quy trình luôn, và với góc độ mà cái khí thế như vậy mà áp dụng được thành công cái cách này thì thật sự luôn này, thì chỉ cần một đội nhóm thực chất thôi, đúng không ạ? Thực chiến thôi là anh đã tuyệt vời lắm rồi. Đây, đúng không ạ? Đây, biết thời trang này, đúng không ạ? Đây, chốt đơn này, đúng không ạ? Thì cái ngách này nó có khó thì khó, nhưng mà nó rất là chúng ta làm được, đúng không ạ? Thì cực kỳ, đúng không ạ? Là phát triển luôn. Đây, số lượng anh em mình làm được và kết quả admin mới lương một số rồi nhé. Nam nữ thì có đơn hết, đúng không ạ? Nó dễ có đơn, còn cái ngách thời trang nó dễ có đơn, nhưng mà cái ngách visa này, đúng không ạ? Nó là cái ngách cao cấp, nên ra là cái thời gian chúng ta training nó sâu hơn, nó lâu hơn, và đòi hỏi chúng ta cần có một sự rất là nghiêm túc để hoàn thành cái hệ thống này. Cộng với việc là chúng ta tại vì cái giá trị nó cao, đúng không ạ? Và cái lợi lợi nhuận nó cũng rất là cao, cực kỳ cao luôn. Và cái lượng kiến thức này hoàn toàn là em mình có thể áp dụng cho những cái ngách khác, và những cái ngách khác anh em mình cũng có những cái giá nhá, có những cái giá tốt, đúng không ạ? Mà sau khi em mình thực hiện xong toàn bộ quy trình, đúng không ạ? Thì mình sẽ cho em mình nhận những cái giá tốt của những cái ngách khác tương tự, để mình có thể làm hoàn thiện nhân bản hệ sinh thái từ cái ngách 1 qua ngách 2, ngách 3. Lưu ý nhá. Nhưng mà đối với nhá, cho em mình một cái lưu ý này. Một lưu ý, đúng không ạ? Ý đó là chuyên ngách nào thì nhận được giá VIP cộng cộng. VIP cộng cộng có nghĩa là sao ạ? Sẽ có cái những cái giá VIP bình thường, còn cái giá VIP cộng cộng này là cái giá VIP mà anh em chuyên ngách sẽ nhận được, đúng không ạ? Đó. Và cái chuyên ngách và việc phát triển một ngách, đúng không ạ? Trọng tâm là chính, đúng không ạ? Chứ không phải là anh em mình vào trong VIP là sẽ được ưu đãi toàn bộ những cái ngách khác thì không, đúng không ạ? Thì những cái ngách khác, đúng không ạ? Những ngách khác, đây, những cái ngách khác thì sao ạ? Những ngách khác đấy, ngách khác sau khi hoàn thiện hệ thống văn sau khi hoàn thiện hệ thống kênh thì anh mình sẽ được nhận một cái giá offer, nhận được một giá offer tốt, đúng không? Offer tốt chứ không phải giá VIP cộng cộng, giá tốt có nghĩa là tốt hơn những cái giá dropship chắc chắn luôn, đúng không ạ? Offer tốt để triển khai, để thực thi. Tại vì sao lại? Tại vì anh em mình cứ đứng núi này trông núi nọ thì thật sự luôn là không đi tới đâu được hết, mà mục tiêu admin muốn phát triển ngách nào là chuyên ngách đó luôn, đúng không ạ? Và không phải đơn thuần là sau khi mà triển khai ngách thời trang mà admin chọn ngách visa này, đúng không ạ? Tại vì ngách visa có tỷ lệ lợi nhuận cực kỳ cao luôn, đúng không ạ? Mà hiện tại thì cái số lượng anh em làm không được mà anh admin đã bán thử rồi, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ lời cao vô cùng luôn, đúng không ạ? Rất tiềm năng, và đó là lý do tại sao mình muốn đẩy mạnh cái ngách này thật là mạnh, đúng không ạ? Vì sao? Tại vì nó không có quá nhiều sự cạnh tranh đâu anh em ạ. Anh mình có nhìn thấy thôi là cũng biết rồi. Đây, khi mà bấm vào một cái sản phẩm nhá, bấm một cái sản phẩm bất kỳ, đúng không ạ? Đấy, đúng không? Cái sản phẩm bất kỳ thì ở dưới đây nó có cái ngách, cái sản phẩm tương tự này, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm tương tự nó là những cái ví thường thôi, đúng không? Còn những cái ví giá cao, đúng không ạ? Cao cấp, đúng không ạ? Là đúng không ạ? Không có. Nên do là những cái ví thường mà để so với anh em mình thì thật sự đó là cái, đúng không ạ? Cái rất là bình thường, đúng không? Còn nếu mà góc độ thời trang ở dưới này thôi luôn đấy, đúng không ạ? Mình bán rẻ rồi nó còn bán rẻ hơn, mình bán rẻ hơn rồi nó bán lỗ vốn luôn, nên ra là cái tỷ lệ cạnh tranh nó cao, đúng ở góc độ mà nói ấy, về cái sự cạnh tranh thì lúc nào cũng có, mà quan trọng là khi mà mình làm thật là tốt rồi ấy, thì khi có cái kết quả mình mang lại thì thật là tuyệt vời. Và gần như anh mình thấy không ạ, cái chạy quảng cáo cái ví, đúng không ạ,
cái ví da đúng không ạ, à, da bò vân cá sấu này ở dưới đây có không ai có hết, không ai đụng hàng hết nên này đúng không, nếu như mà đụng hàng ở dưới đây đã có rồi này, còn anh mình mà làm thời trang thử nó đầy ở đây đúng không, đây này ví dụ như vậy này, độc quyền luôn nên không có ai làm hết, chưa có ai làm hết nên tỷ lệ chấp luôn đấy, đúng không? Đó là lý do tại sao mà mình rất là muốn anh em mình triển khai ngách này thật sự luôn đúng không ạ. Sau cái ngách này nó là ngách giày cao cấp đúng không ạ, cho anh em, cho chị em nữ, còn riêng mà nam thì thực sự là bây giờ bán đồ công nghệ, nhưng mà liên quan mà bán ví dụ như là kiếm cái cáp sạc tai nghe đúng không ạ, nó rất là ngon đấy, nhưng mà thực sự là anh mình phải cạnh tranh, cộng với cái việc mà chúng ta bây giờ làm cái này là làm lâu dài và trường kỳ đúng không ạ, nên ra thực sự luôn là muốn tuyển được đội ở Gen Z thật là tốt đúng không ạ, và anh em tâm huyết để xây dựng thành công cái ngách này thì tỷ lệ lời là cao rồi đúng không ạ, và chúng ta tiếp cận với những người có tiền, tại vì cái ngách này cao lắm, em như làm này bán cho sếp kinh khủng khiếp luôn anh em ạ, những cái mà thực sự luôn là nhiều khi mà nói anh em mình có thể không tin đúng không ạ? Như là cái này này đúng không ạ? Cho mình xem cái dây đồng hồ đúng không ạ, cái dây đồng hồ này đúng không ạ, là sếp của admin đấy đúng không ạ, mua một sợi dây này là trị giá là 1.200.000 mà đúng là dây này luôn mà mình không biết đúng không ạ, không biết, sau khi mình biết mình bán lại cho ông đó, đúng không ạ, đó đúng không ạ, ông ấy mua lên trên mạng đúng không ạ, sau đó mình mới nhìn ra trời ơi nó quá là cao thực sự luôn á, chứ không phải là 460 đâu, ông mua trên Facebook nó chạy quảng cáo 1.200.000 ông cũng mua, nên là cái tiếp cận với số lượng khách hàng mà người ta cao cấp á, thì mình kiếm tiền một cách nó dễ dàng, nó nhanh chóng mà nó rất là mềm mại ấy. Đúng không ạ, thực sự luôn, chứ không phải là anh em mình bảo là nó cao vậy sao mà tôi bán được đúng không ạ, nên ra là hoàn toàn có thể được nhé, anh mình có thể qua kho rồi để xem đúng không ạ, để liên hệ với mình trước đúng không ạ, thì những cái ngách này là mình cảm thấy nó rất là ngon, thực sự là như vậy luôn, và anh mình có thể là lấy sản phẩm về để cảm nhận cái chất lượng, tại vì đây là cái da thật đúng không ạ, và lượt cái số lượng hình ảnh để làm với bộ hình ảnh này thì đội nhóm kho đã tốn khá là nhiều đúng không ạ, rất là nhiều thời gian anh mình có thể nhìn thấy không ạ, đấy đấy rồi admin click vào cái nào đó ở dưới cái phần đề xuất cái sản phẩm tương tự của Shopee này, nó đâu có đưa ra đâu, nó không có đưa ra cái sản phẩm tương tự, nên ra là cái tỷ lệ cạnh tranh ít, còn anh mình cứ làm thời trang đúng không ạ, anh mình làm những cái khác nhưng nó vô cùng là nhiều người làm, nên chính vì góc độ mà làm thật sự luôn, vừa làm nó có đơn luôn, mừng vô cùng đúng không ạ, còn góc độ mà anh mình thành công hay thất bại đứng ở góc độ làm dropship là chúng ta không cần ôm hàng, chúng ta chỉ tập trung vào marketing, có anh em nào mà cảm thấy là tiềm năng, còn lại mà để thành công hay thất bại là do chúng ta có chịu kiên trì với nó hay không thôi đúng không ạ, còn còn đứng ở góc độ này anh mình một đúng không ạ, là anh mình nhìn nhận được cái ngách này có tiềm năng đúng không ạ, thứ hai là thực chiến đúng không ạ, thực chiến đúng không ạ, làm tới cùng cho tới khi thành công, thứ ba là tùy em mình đánh giá đúng không ạ, còn góc độ này là đứng ở quan điểm là một người làm dropship đúng không ạ, bản thân tôi cũng đang xây dựng cái kênh shop này, Shopee này đúng không ạ, đấy cũng là người xây dựng cái kênh Shopee này đúng không ạ, và chỉ đạo trực tiếp làm cái kênh Shopee này này, và ngày hôm nay mới xong 69 sản phẩm và làm review cho anh mình xem luôn đây này đúng không ạ, chứ không phải là cái người người làm rồi là không làm để hướng dẫn em mình một cách không không như vậy nha, nên chính bản thân mình là làm đúng không ạ, mình hiểu vấn đề và mình quan điểm là mình cảm thấy rằng ok, và đây là cái ngách mà mình thực sự là chiến, sau khi đầu năm 2021 là mình phải chiến ngay và cho toàn bộ từ bây giờ đến về sau luôn, thì volume thị trường cực kỳ lớn rồi, phân tích volume thị trường này là rất là lớn đấy, và rất là nhiều người từ chối cái ngách này nên ra mình làm được đúng không ạ, nên ra là đứng ở góc độ đó là anh em mình nhìn thấy á, là tiềm năng và thực sự là muốn chiến rồi, là có vốn cơ bản, vì sao, vì cái sản phẩm, một cái sản phẩm này nó không phải đơn giản nha, nó cũng khá là cao đấy, riêng về cái ngách này mà Thắng mua đấy đúng không, có bạn Nguyễn Thắng mua cái sản phẩm này về thôi khen nức nở luôn, tại vì quá chất đúng không, quá chất đẹp lắm đấy, thì phân tích đúng không, rõ nhá, chứ không không phải là cứ phải tham gia VIP đúng không ạ, rồi là không phải là cứ phải tham gia VIP là mới được làm dropship, mới được làm này cái kia, không, tôi muốn đúng không ạ, đứng ở góc độ nhé, mình muốn xây dựng một cái đội đúng không ạ, mà có thể đây này, đây bản chất đúng không ạ, là có thể xây dựng toàn bộ cái này, tại vì
Bản thân tôi cũng có khá là nhiều ngách đúng không ạ, và cái lực lượng marketing của mình đấy đúng không ạ đang bị phân bổ, và mình muốn xây dựng một cái đội team mà training mà building building team thật mạnh cho ngách này, mà thực tế là chưa có nhiều người làm đâu, rất là ít người làm cái ngách này, là mới cuối năm mình đưa ra thôi, nên ra là tiềm năng đánh giá là ok, và hướng dẫn anh em mình mà muốn đúng không ạ, đứng ở cái quan điểm anh cứ được cân đo đong đếm xem là như nào để hợp lý thì mình làm. Còn cái lượng kiến thức đấy là đứng ở góc độ sản phẩm nhá, chứ nếu như mà anh em mình nghe thấy vậy rồi là bảo ừ, do ông này pin Fori nói tôi làm chứ tôi đâu có thích làm ngách này, đó là không không nha, đây là không, tùy tùy tâm, ai muốn làm gì thì làm đúng không ạ. Còn quan điểm của mình phân tích như vừa xong rồi và mình thấy rằng đây là ok, mình hướng dẫn anh em mình làm hay không là tùy tâm, làm hay không là do bản thân anh em mình lựa chọn đúng không ạ, và mình đi tới cùng. Còn này pin là đang xây dựng rồi đúng không ạ, tiếp theo đó là kênh YouTube đúng không ạ, tiếp theo là kênh TikTok đúng không ạ, sau đó là nhân bản những cái này nhiều lên và bắt đầu chúng ta viết quảng cáo rồi là tuyển thêm cộng tác viên để bán. Thì đây là một trong những cái mà chiến lược đúng không ạ, trong phần chiến lược mà đi sâu vào trong đấy thì mình sẽ nói nhiều hơn, hoặc là trong buổi Zoom này thì nó một cách cơ bản đúng không, trong cái buổi hướng dẫn này một cách tổng hòa là như thế để cho em mình nhìn nhận được là khi mà mình vào mình sẽ làm cái gì, mình sẽ có cái gì ưu đãi làm sao và bắt đầu mình làm từ đâu đúng không ạ. Đấy, đang cái gói hàng thì ở trên này nó có cái quy chuẩn rồi đúng không ạ, có cái quy chuẩn về kích thước rồi đúng không ạ, về kích thước rồi, đây bên này có kích thước sẵn rồi đúng không ạ, chiều dài bao nhiêu đúng không ạ, làm khá là kỹ rồi cho em mình xem, ví dụ như là dày bao nhiêu đúng không ạ, ví dụ như là dài 19 cm đúng không ạ, rộng 9 cm và cao 2 cm, này nó cao rất là nhỏ nhỏ thôi, là cái hộp hình vuông, trên đây có cái hình hộp luôn á đúng không ạ, nên ra là anh em mình làm đúng không ạ và thực thi thôi. Còn cái vấn đề mà nhân bản shop thì quan điểm là chắc chắn là anh mình phải tự xây đúng không ạ, đã học là phải để học tự xây đúng không ạ, thì mới đi chỉ đạo người khác được, đi hướng dẫn người khác được, còn lại đứng ở góc độ mà nhân bản từ một cái mà nhân ra 10 cái thì cũng chẳng biết cái gì hết đúng không ạ, và những cái gì mà nó dễ thì chúng ta cũng không ăn thua đâu đúng không ạ, không ăn thua chắc chắn là như thế đúng không ạ, tại vì mình phải làm, tại vì nó liên quan đến sale, muốn sale tốt thì chúng ta phải hiểu về vấn đề về từng cái một đúng không ạ, là cái dự án cái tinh thần của mình á, mình đăng đúng không ạ, từng sản phẩm lên một mình cảm nhận được nó là bây giờ là mình đăng nó khó khăn như nào, nó phải kiểm duyệt ra làm sao, nó sai chỗ nào, lỗi chỗ nào, để gì để sau này mình có thể chỉ đạo lại được đội nhóm của mình, chỉ đạo lại được những cái bạn cộng tác viên của mình đúng không ạ, hoặc thậm chí là những cái đối tác của mình đấy, và mong rằng xa hơn nữa là em có thể là đối tác sỉ của admin đúng không ạ, chứ không phải là member nữa. Thì từ cái giá mà khá là tốt thì anh mình sẽ làm việc với nhau nhiều hơn đúng không ạ, đấy những sản phẩm của admin này đúng không ạ, nhìn chất đúng không ạ, đấy cực kỳ ok luôn, và mong muốn rằng là chúng ta thật sự là thành công cho nét này, và một cái giá này không hề rẻ đâu đúng không ạ, bán 699k là rẻ đấy trên Shopee thôi, nhưng mà riêng cái ngày này mà làm web lên đúng không ạ, biết cách digital đúng không ạ, biết cách chiến lược thì không làm thì thôi, mà đã làm chắc là lời 500 một sản phẩm, lãi siêu lợi nhuận luôn, mà thẳng thắn luôn đấy đúng không ạ, tại vì bán cho những cái thị trường data như là người mà có xe hơi á đúng không ạ, thị trường data là người có cái các cái phương tiện mà nó cao cấp đúng không ạ, những người đi xe tay ga có hộp này, những người đi xe ô tô đúng không ạ, và mình có những cái công cụ để là scan những cái đối tượng data đấy nha, để mình tiếp cận những cái khách hàng cao cấp nha đúng không ạ, và khi mà tập trung với những người có tiền ấy, thì chúng ta sẽ có nhiều tiền, đấy đấy là cái mà mình thích nhất đúng không ạ, và chắc chắn là sẽ làm đấy đúng không? Và đây 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 bạn nhìn thấy này, đây được tài trợ này, cái visa này của đối tác nào đây, đối tượng nào đây ạ, đây leader này 729 người, tôi không biết là bút đơn nào hay không, nhưng mà 17 đánh giá là chắc chắn là thật rồi đúng không ạ, thì 452 đã mua này đúng không ạ, bụi leader 700 đúng không ạ, vẫn bán được bình thường, nên 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 ra là cái ngách ví mà ví nam mà cao cấp ở trên này nó ít lắm, không có nhiều đâu đúng không ạ, đấy còn lại anh mình phải làm từng từng ít một đúng không ạ, kể cả làm hướng dẫn làm website phân ngách đúng không ạ, phân ngách của sản phẩm này đây đúng không ạ, ví ra đúng không ạ, tại vì kênh này admin là kênh
bỏ sỉ nhé, chợ buôn bán online đúng không ạ, để bỏ sỉ nên ra sẽ có một cái kênh lẻ nữa đúng không ạ, up lên trên này để bán lẻ nữa thì em mình có thể nhìn thấy đúng không ạ? Cái hệ sinh thái đúng không ạ? Và cái kênh chợ bán online này là khá là tâm huyết về admin đó đúng không ạ? Còn lại anh em mình chỉ cần phân ngách giống như cái Amazing Shop này chuyên là về ngách, ví dụ như là đang nói về thời trang đúng không ạ, chuyên ngách thời trang thôi, thì làm ra một cái chuyên về visa thôi cộng với là những cái sản phẩm cao cấp liên quan đến phụ kiện nam đúng không ạ, phụ kiện nam như là đồng hồ, như là các cái vòng bạc, rồi là như là những cái giày cao cấp, giày da gì đó drop lên trên này thêm nữa, thì đó là một cái sự nó là trở thành một dự án ok, và đơn mà về thôi là chúng ta ăn đơn nào là ăn đơn đó đúng không ạ, ok. Và hiện tại đúng không ạ, cho 100 người đầu tiên đúng không ạ, triển khai cái ngách này với admin thì mình sẽ có rất là nhiều cái ưu đãi đúng không ạ, 100 người 100 bạn, còn lại nếu như anh mình triển khai đúng không ạ, khi mà tham gia cái VIP member này đúng không ạ, cái giá đúng không ạ, cái chi phí tham gia team đúng không ạ, chi phí tham gia team thì khoảng tầm 30 đến 50 người đúng không ạ, 30 đến 50 người tùy vào khả năng đúng không ạ, thì cái giá đúng không ạ, 50 member thì cái mà bạn mất cái chi phí mà để được nhận toàn bộ những cái vấn đề ở trên này đó là 2.999.000 đúng không ạ, và sẽ được đào tạo như thế này đúng không ạ, cách đào tạo, phương pháp đào tạo này, phương pháp làm việc này, chúng ta sẽ được học đúng không ạ, được học online bởi các module, bằng các module đào tạo, module hướng dẫn. Thứ hai là chúng ta được học bằng các nội dung đúng không ạ, như thế này, nhưng mà là đào tạo chuyên sâu hơn từng vấn đề đúng không ạ, và được tham gia cái cộng đồng VIP member của admin đúng không ạ, chúng ta học bằng nhóm thảo luận đúng không ạ, nhóm thảo luận và Zalo đúng không ạ, hoặc là các cái nền tảng thảo luận như Telegram nhưng mà đang hiện tại đang sử dụng Zalo và Shopbot đúng không ạ, Shopbot tới khi đúng không ạ, Shopbot tới khi triển khai thành công dự án đúng không ạ, và có đơn hàng đúng không ạ, và tiếp tục là phát triển những cái ngách khác có liên quan đúng không ạ, khi mà anh mình đã cảm thấy rằng hòm hòm nắm được toàn bộ những cái kiến thức, những cái yếu tố quan trọng rồi, thì đây là cái mà cái nhóm mà mình sẽ là cái nhóm rất là khá là tâm huyết trong cái thời gian tới đây, bởi vì những cái lợi ích đạt được đúng không ạ, và cái chi phí này có thể là thay đổi nhá, nó sẽ cao hơn đúng không ạ, cao hơn rất là nhiều, tại vì khá là nhiều ưu đãi đúng không ạ, như 2 tháng tour này, 2 tháng tour đúng không ạ, giảm giá tour nào tour group đúng không ạ, hướng dẫn về các cái module đúng không ạ, đấy module rất là nhiều trong này đúng không ạ, Facebook marketing thương mại điện tử đúng không ạ, chỉ rõ luôn cách làm content đúng không ạ, hình ảnh đúng không ạ, sử dụng chiến lược kinh doanh vân vân, để gì ạ, để mình áp dụng được cái kiến thức này, vận hành được cái quy trình marketing đúng không ạ, online để tạo ra được một cái dòng đúng không ạ, thu nhập đúng không ạ, ổn định cho anh em mình. Thực tế là cái Shopee này mình đã học là đến đâu rồi ạ, đúng không ạ, đã biết bao nhiêu tiền của vào trong đấy rồi, nhưng mà cái chiến lược ở trong đây là gồm vừa ngắn hạn vừa dài hạn, chúng ta có thể là sử dụng marketplace, chúng ta có thể sử dụng fanpage, sử dụng group đúng không ạ, những kênh miễn phí đúng không ạ, những kênh Shopee đúng không ạ, sau đó chúng ta xây dựng xong thành công ok rồi đúng không ạ, từng cái module sẽ chỉ dẫn cho anh mình từng cái nhỏ nhỏ hơn nữa đúng không ạ, sau khi mà xây dựng thành công một cái shop như thế này xong rồi chúng ta sẽ làm gì đúng không ạ, ok hết toàn diện như thế này rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đúng không ạ, thì chúng ta có rất là nhiều chiêu đúng không ạ, là sử dụng các cái chương trình đúng không ạ, thực hiện combo này đúng không ạ, thực hiện sản phẩm mồi đúng không ạ, thực hiện các cái vấn đề về như là chạy quảng cáo đúng không ạ, như là kéo phễu marketing tạo ra các cái group đổ cái kênh này về đúng không ạ, đấy sử dụng các kênh khác như TikTok, như là YouTube, như là blog, như là website, độ traffic về các cái kênh đúng không ạ, để chéo tạo thành cái ma trận đúng không ạ, cái vòng xoáy digital. Đấy, vòng xoáy digital tức là sử dụng hệ thống kênh quảng bá liên tục đúng không ạ, và nó tương tác lẫn nhau và cứ như vậy nó ăn đề xuất đúng không ạ, khi mà ăn đề xuất thì chắc chắn sẽ ra đơn thôi, và đấy là về quy trình đào tạo đúng không ạ, và đây là cái Zoom đúng không ạ, mình muốn giới thiệu đúng không ạ, hướng dẫn cho anh mình đúng không ạ, cách để làm đúng không ạ,
tham gia, đúng không ạ? Nghĩa quyền lợi cái mà mình sẽ làm, đúng không ạ? Còn đi sâu hơn nữa thì vào trong cái nhóm, đúng không ạ? Tìm hiểu về VIP member visa cao cấp, đúng không ạ? Để mình sẽ nói rõ hơn, đúng không ạ? Và anh em nào mà tham gia thì ngay nội dung, đúng không ạ? Ngay cái sau khi mà xem cái video này, đúng không ạ? Xem ra cái buổi thảo luận này, đúng không ạ? Mình sẽ inbox trực tiếp cho mình, đúng không ạ? Và nhận được cái quyền lợi đấy. Thì cái nội dung đến đây là kết thúc, đúng không ạ? Còn những cái câu hỏi nào, đúng không ạ? Thì vào trong mình đang tìm hiểu, đúng không ạ? Và inbox trực tiếp cho admin chúng ta làm rõ nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em mình thành công, đúng không ạ? Và có rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái quy trình, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại nhá.